bây giờ rút. Đây. Chào. Chào ông Mai nha. Chào. Giáo sư tôi uy tín chưa? Giáo sư uy tín không? Tôi hên quá. Mới tới cái co ăn. Cảm ơn ông nha. Sao rồi, kể tôi nghe coi sao mà ông chết vậy? Kể giúp đỡ cho. Tới số chết chứ. Yeah. Không biết sao đâu. Tới số chết. Là tự nhiên cái tới ngày, tới giờ, tới tháng, tới năm, tới khắc, tới giây gì đó, cái ông ngã cái đùng ngàn chết luôn hả? Không phải. Thì đó, chứ sao? Không phải là sao mới được thì không. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn sống. Thì ông bà bác ơi, leo núi mệt quá. Lâm đang hiện tại đang ở trên cái tháp Sinu. Giờ Lâm vừa lên vừa nói ông bà bác xem nha. Thì cái tháp này nè, Lâm bỏ Lâm giúp được cái dòng gì ở dưới đây rồi. Này Lâm lên trên đây di chuyển lên đây coi. Có dòng gì đây không, mình giúp đỡ thôi nha. Thì bắp Sinu này rất là nhiều ma, rất là nhiều quỷ và rất là nhiều dung linh trú ngụ nữa đây nha. Người ta còn phái ở Mai Chi Dung Hồ nha bà bác nha. Rồi, video thế nào mình bắt theo dõi nha. Đây khá là lâu rồi, mày chết rồi. Để tồn nó bay hay chưa. Dưới đồng bằng An Giang. Bên ngọn đèo trước là dòng giúp già cái dòng bệnh. Có thời gian Lâm cũng qua bên đó. Bây giờ mình lên đây đi. Hello. Hello. Có ai chưa người ta? Ra làm sao vậy? Ôi trời. À. Ai vậy? Trời ơi. Gì ghê vậy? Trời ơi, giống như người vậy trời. Đâu rồi? Từ từ nha. Giá cây dí chạy thấy bà nội nữa. Chạy qua đây mà. À. Mới thấy lâu 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 núp núp này đâu mất tiêu rồi. Ôi ôi gì đây? À.
thấy ai đâu. Thấy cái đầu mất tiêu rồi ta. Kỳ. Lạ quá. Rõ ràng mình thấy ở đây mà. Đi đâu rồi trời. Rau này thử coi. Kỹ ta. Rèo này thử coi. Không nghe có tiếng gì đó. Mà không thấy người. Kỳ ta. Ôi trời trời. Ôi. Ôi trời. Trốn nữa đâu mà bác ơi. Đây ăn cây gì vậy cha? Chuyện mà bác thấy không? Chuyện rút ăn cây đấy nghe. Chào. Thế đó làm gì vậy? Kiếm gì vậy? Dạ hả? Tôi sợ tôi chạy ra trốn mà kiếm hoài vậy. Kiếm nói chuyện chơi. Thử khói nhang không? Nè. Nói nhang cho ấm mày. Trời đất ơi. Ai vậy? Người. Tự giới thiệu là pháp sư nhỏ xíu xíu. Sư kệ mà chứ. Dạ. Yeah. Lót sợ pháp sư. Rồi pháp sư đâu có đi bắt giống đâu. Đi giúp đỡ thôi hả? À. Lỡ nha. Có việc. Sao? Túi hả? Ừ. Có cần nói khác gì không? Sao mới thấy ở đây rồi lấy con cây lẹ vậy? Gặp người tôi sợ, tao là ma. Ma hả? Ồ, ma lên cây đúng rồi đó. Rồi sao mà chết không ở nhà cho người già người ta thờ đi đi đăng thang vô mấy cái nhà quan này ở vậy? Nhà tao xa đây lắm. Xa hả? Tới đây nè. Nhà xa. Nhà tao ở trong núi kia kìa. Núi kia là núi nào? Đây là núi Sam rồi đó. Đây là núi nào? Đây là gì? Núi Sam. Tao mới tính vô cái nhà đó tao ở, tao gặp mà pháp sư vậy. Pháp sư nhỏ xíu xíu. Tới đây làm gì? Tới đây giúp đỡ vong linh. Nói chuyện chơi, đỡ buồn chứ mà. Nói chuyện với người chán quá. Nói chuyện với ma chơi. Sao? Tao ở trong núi kia kìa, ở trong núi... Cái núi gì mà tao không cho người lên đó. Núi cấm hả? Nó cấm mà không cho người ta lên đó. Mà người ta vẫn lên bình thường thôi. Như là núi đó đó. Thiên Cấm Sơn đó. Tao chết đó đó. Ôi sao kỳ vậy? Chết đó không ở bển, đi ở đây làm chi? Trời ơi, tao ma, tao muốn đi đâu đi chứ mà. Ồ mà ở bển, ý là nói cái núi đó rộng rãi lắm. Cây cối rồi tùm, nó có nhiều nhà quan ở bển nữa. Tại sao không ở bển này? Đi lặn lộ tới đây chi cho xa mệt rồi. Mà nhà quan bên đó nó không có thoáng. Nhà quan không thoáng. Tao phải vô cái nhà này nè. Cái nhà này là cái này phải cái nhà đâu. Cái này là cái biệt thự á.
đi thử. Ờ đẹp không? À để dành ma ở không đó. Mới tới rồi sao mà gặp pháp sư liền vậy ta? Tới mấy ngày rồi? Mới tới đây nè. Mới tới luôn hả? Mới tới luôn á. Mới tới vô chưa kịp tự bển đi qua đây. Đi ha bay. Hả đi xe. Biển. Biển à quên trời ơi má, mà tưởng là người, lỗi xin lỗi ha, tưởng là người. Tưởng đi xe ôm được qua đây, đi xe đò qua đây chứ giờ bay hả? Ờ ma mà quên, lỗi xin lỗi nha. Sư ơi, ma không kêu đi xe đò. Xe đò ta chạy hết gì. Nói xe ôm tôi tính nói ông đi xe ôm nữa kìa. Xin lỗi ha, trời ơi ma, biến hiền chi. Biến tới biến luôn, biến lên cây ngồi luôn thì tôi quên. Xin lỗi nha, tưởng đâu nói chuyện thân quá, tưởng là người. Hả? Tưởng là người. Thì ra là vậy là ông giống người lắm rồi đó. Chẳng qua là con ma phải không? Ma. Dạ. Yeah. Rồi đợt ở bển không có thốn, không được căn nhà giống vậy quá. Không ở được. Ở bên đó chỗ chết bên đó. Rồi không muốn ở đó nữa. À chết chỗ đó là ghét chỗ đó luôn, không thể ở luôn. Không, tính kiếm chỗ khác ở. Đúng rồi, không ưa ha. Chỗ đó, chỗ đó là mình chết, không thèm ở ha. Đó bên ông nói cái gì này, ông cái gì? Cái gì? Ông nói cái này, cái nhà đó là gì? Nhà đó là biệt thự. Biệt thự hả? Ờ. Biệt thự của ông bác sĩ người Pháp. Ông bỏ đi mấy chục năm rồi. Ôi, hồi lúc tao còn sống á. Rồi tao ở nhà lá mà. Gì hả? Giờ chết thành ma rồi. Đúng. Biệt thự ở ha. Vô nhà tường ở nè mà không ngờ vô ngay cái biệt thự luôn. Ngon lành luôn ha. Có nước nôi rồi, chẳng qua không có điện. Ở lộn mà ma mà đâu có xài điện đâu. Ma sợ bóng đèn rồi đâu có xài điện, quên. Nói hồi quên tưởng là người không à. Tôi phải nhớ ông là ma mới được chứ nha. Hồi nói chuyện thôi tôi tưởng người nữa. Không, y chang người vậy đó. À. Tôi tự người mới thành ma nè. Thì chết rồi mà tôi quên, tôi giống như tôi ma với quỷ rồi kia, tôi nói chuyện giống như người đó mà hồi tôi quên là ông là một con ma. Vậy hả? Rồi mới tới đây có gì ăn đâu, đâu có gì ăn đâu hả? Thấy nhà đâu có gì đâu. Ừ, có gì đâu ăn. Ừ. Mới tới còn cái gì mà mục nát ra. Có mấy cái cửa mục thôi chứ cái tường bọng người ta còn ngon lắm. Trời mưa cho gió là ông ở đây là đúng luôn đó, ông lại đây là đúng luôn đó. Ê, pháp sư. Sao? Mình tới đây có gì ăn không? Có. Cho cúng cho tao miếng thôi. Đổi ha, ăn là ăn nói chuyện sao ha. Ừ. Giờ ngồi ở đi. Chào ông tên gì ạ? Tên gì? Tao tên Đảnh. Đảnh hả? Quỷ Đảnh ha. Ừ. Quỷ Đảnh đang thùi ha. Mày muốn cho tao quỷ ma gì cũng được. Ờ ma đi. Vậy đi. Ờ im đó nghe anh Đảnh ha, tôi cúng dòng ít bánh trái cơm cây ngon lắm. Rồi xuống lát phóng xuống đây dùng nha. Dùng ngoài tôi kể nói chuyện chơi, lát tôi giúp cho ông. Giúp ông siêu thoát khỏi thành cái quỷ luôn. Ủa? Chịu không? Thiệt luôn hả? Được. Ủa gì nè, mày nói mày làm đi. Nãy giờ tôi phái không rồi đó, thấy con ma không rồi, thấy được rồi đó, thấy tôi phái con phái con ma không rồi đó. Vậy đi nha. Tao cũng phái mày đó, mày có đồ ăn rồi phái rồi đó. Ok, vậy đi. Đứa nào cũng phái cho gì thì dễ nói chuyện rồi. Đỡ hơn mấy kia nó dí chạy thấy bà nội luôn. Bây giờ mình sẽ cúng nha bà bác ha, tìm chỗ nha. Ok vậy đi. Giờ Lâm đặt đây nha bà bác ha. Tranh thủ nha. Ma nói chuyện cũng vui không bà bác ha. Mình cúng giống cái đi rồi. Lát nữa mình giúp ông mà hỏi ông thêm, sợ mà chết đi. Núi này qua núi kia hả? Núi này qua núi nọ. Cha này chả mới qua đây luôn hả ta? Cha quỷ rồi nè. Thủi thì thui. Ông quẹt anh thồn không bà các bác. Là mới mua cái ông quẹt bự vậy bà. Có loại bự hơn nó gì đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Huyền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương linh gia chủ thổ thần thổ địa các chư vị thần ở đây, đặc biệt là cái dòng của anh trai mới thời hãy đi dùng bánh trái để ấm no đi em, trò chuyện mình giúp đỡ cho anh nha. Ok. Đừng mà tạm lưu ra nha bạn nha. Có nhang thơm. Tưởng thằng này pháp sư này nó nói chơi và nó cúng thiệt. Đã gì ta. Ừ, khôi nhang gì. Số mình cũng hên. Mới tới thì cái có khó nhang hưởng liền ta. Cơm bánh trái cây đầy đủ luôn ta. Làm miếng nước trà đây. Ngon quá. Hương vị này lúc cột sống đây cũng là cái hương vị này nè. Hương vị chai lạc này nè. Thử trái này coi sao đây. Ngon quá. Thử miếng bánh coi. Sao đây. Ngon. Mình thật là hên. Mới tới cái có con người cúng liền hay thiệt. Mới tới hên thiệt là hên. Mày tranh thủ ăn cho nó no. Rồi còn đi tham quan vòng vòng cái nhà mới này nữa coi. Tới đây vô mấy năm nay là ở nhà quan không. Hôm nay tới đây được ăn luôn. Hủy khối nhang luôn. Mấy năm nay đôi. Ai biết mình đâu mà cúng cho mình.
qua ăn cho nó no. Đi vô tham quan cái nhà mới của mình coi nó làm sao, ở được không. Vô biệt thự ở chắc ngon dữ à, ấm áp dữ à. Không biết có cái dòng nào trọng không, có con ma nào trọng không. Rồi nó tới trước mình, vô nó chiếm này. Mình chỗ đâu ở. Mà kệ mày đi, mày chiếm được thì mày chiếm đi. Mày chiếm được mà có ai cúng cho mày không? Tao đây tao ăn trước đi. Kệ mày đi. Tao ăn xong đi tao tính. Rồi. Ăn no rồi. Bây giờ rút. Đây. Chào. Chào ông Mai nha. Chào. Giáo sư tôi uy tín chưa? Giáo sư uy tín không? Tôi hên quá. Mở tới cái con ăn. Ừ. Ừ. Sao rồi, kể tao nghe coi sao mà ông chết vậy? Kể giúp đỡ cho. Tự số chết chứ. Yeah. Không biết sao đâu. Tự số chết. Là tự nhiên cái tới ngày, tới giờ, tới tháng, tới năm, tới khắc, tới giây gì đó, cái ông ngã cái đùng ngàn chết luôn hả? Không phải. Thì đó, chứ sao? Không phải là sao mới được thì không phải, kể không phải giống vậy. Ủa tôi chết sao ta? Gì hả? Chết lâu quá, chết lâu chưa mà quên rồi. Mới có mười mấy năm à. Chết mười mấy năm mà lú luôn hả? Lú luôn hả? Lú luôn. Hồi đó tôi nghe bà ngoại tôi nói tới số chết. À. Mà tôi vậy. Thì phải tới số không? Mà nhớ kỹ là coi. Phải tới số không? Ừ. Ủa tôi chết sao? Ai biết ông chết, hỏi tôi biết đâu. Tôi chết là kiếp rồi rồi, kiếp này tôi chưa, trước này còn lâu lắm cho nên tôi không biết. tôi chết sao bạn? Dạ. Yeah. Tôi nhớ coi. À. Dạ kỹ rồi đi. Hồi đó tôi còn sống là tôi ở trong núi Cấm. À trời ơi. Mừng quá nhớ ra. Sao nữa? Tôi làm cái nghề gì ta? Tại sao tôi chết? À. Tôi phải rồi. Tôi đi hái rau. Hái rau hả? Ồ, nó cắm rau nhiều lắm đó nghe, rau rừng nhiều lắm á. Ừ, tôi đi hái rau rừng á. Ờ. Tôi giao cho mấy cách 12 năm về trước á. À. Đó rau nhiều lắm luôn. Tôi giao cho mấy chỗ mà mấy cái quán trên núi Cấm đó. Ta bán xèo. Quán bánh xèo, bán xèo, hủ tiếu đồ, bánh canh đó hả? Ồ, rau rừng núi Cấm. Tôi nhớ rồi, tôi ngay cái chợ May luôn phải không? Có bán rau ngay chợ May luôn không? Ủa sao không biết? Chợ May nữa? Thì tôi biết, tôi trên sư phụ tôi trên đó mà. Gì hả? Có tiên sư là sư phụ tôi, tiên sư trên núi Cấm đó. Ông dạy tôi biết được cái thật thì tôi mới gặp nói chuyện với ông được nè. Trên đó tôi đi qua lỡ hoài, đi hoài à, tôi biết rành lắm. Chợ May nhỏ nhỏ nhỏ, cái chỗ giữa có cái hồ Thủy Liêm đó. Ồ. Nước quá trời nước luôn, nuôi cá, cá chép, cái gì ta thả nhóc dưới đó. Vậy tôi với ông là trùng cùng xứ sở rồi đó. Đúng rồi. Cùng xứ sở tôi không biết ông gì kìa. Tôi chết 12 năm nay rồi. À, vậy là ông ở đó lâu 12 năm nội, tôi mới biết ở đó đây 5 năm mà. Tôi mới ở đó 5 năm mà, tôi biết mới sư phụ tôi nói nay tính khoảng 5 năm mà.
Rồi sao? Thì, sao chết nè? Tôi làm cái nghề là giao bẻ rau đó, bẻ rau rừng trên núi Cấm đó. Bẻ rau rừng là ăn bánh xèo ngon lắm á. Tôi bẻ đủ loại rau hết trơn á. Giao mấy cái quán vòng mấy cái điện trên đó. Chỗ này bán bánh xèo rồi người ta bán hủ tiếu rồi ha, giao ha. Cứ sáng sớm là tôi giao cho chỗ bón vậy. Rồi mấy giờ đi hái mà giao sớm vậy? Tôi đi hái ngày hôm nay là ngày mai tôi mới giao. À về mình mới đầu vậy đó. Nghĩa là mình đi hái rồi mình đem mình đảo bảo quản cho nó tươi rồi mai mình mới đem đi giao. Đem về tôi có trên đó tôi có cái chòi vậy đó. Mát lắm ha. Rồi giao vậy là một ngày mình giao được nhiều, bán được nhiều tiền không? Ủa cũng hơn, không có nhiều tiền. Rẻ hả? Rẻ. Đâu rừng mà hoa rau mình trồng đâu mà mắc ha. Mà đâu rừng ăn ngon lắm, nó không có xịt thuốc. Nó tự nhiên. Cái sao lý do là sao mà chết? Đang hái rau ngon lành gì lý do là sao chết? Đó tôi để tôi nhớ là coi. Còn hỏi còn tôi quên. Ừ. Thì bữa đó cái rau này nó ngon lắm. Cái rau gì ngon? Cái bằng cái lá cách. Ừ. Cái lá cách núi đó. Ừ. Nó có cái vị chua chua. Chát chát. Ừ. Nhưng mà nó nằm tuốt ở ngoài cái vực núi đó. Ờ. Phải leo lên cái cây. Leo lên cái cây chuyền qua cái vực núi xa cao hết trơn nó mới bẻ được cái đó, nó nằm treo leo vậy. Chỗ vắng người thì nó mới có mọc cây cỏ nhiều, mà cây cỏ nhiều thì có rau nó mới tốt đúng không? Vì nó không có ai hái. Đúng rồi. Tốt lắm. Còn rau rừng ngon lắm, tôi ăn mấy lần rồi. Tôi phải đi vòng leo lên cái cây đó. Ừ. Leo lên cái cây đó xui rủi mà. Leo lên cái cây đó nó có cái ổ rắn đó trên đó đó. Ừ. Vừa leo ngang cái ổ rắn đó đó. Đâu có biết là ổ rắn. Ừ. Rồi đạp lên cái ổ. Giờ gì? Rắn ổ làm ổ trên cây luôn. Rắn vậy mới chim vậy không nổi. Rắn nó rắn mà tôi cũng không biết con rắn gì vậy không. Tôi cũng không nghĩ là rắn mà nó làm ổ luôn. Ừ. Tôi nghĩ là cái ổ chim cái gì con rắn nó vô nó ở đó hay sao không biết. Rắn nó vô nó ăn trứng chim á. Đúng rồi đó. Trứng chim, chim nó có trứng á. Rồi con rắn nó bò lên nó ăn trứng. Mà nó ăn trứng thì nó đang nằm trong mổ chỗ đi đó. Thì gặp ông thì ông đụng nó đớp ông luôn. Tôi leo lên tơ là tôi bẻ ba cái rau đang tôi giao cho người ta đó. Tôi nghĩ là con rắn ở trong đó. Ừ. Rồi tôi đạp vô cái ổ chia cái ổ đó. Ừ. Tôi cũng không biết ổ gì. Tờ không biết sao đạp vô. Không biết ổ gì đạp vô đó, đặng nó đi leo lên trên nữa. À, bẻ rau được. Gì hả? Vô tình đạp trúng cái con rắn trong đó. Ừ. Nó đau hay sao đó, không biết. Không biết con rắn nó nằm đâu đời nào cũng đó. Nó cắn tôi. Chết luôn. Cắn ngụm luôn đèo luôn hả sao? Tôi không biết con rắn gì không. Mà cắn có sao không? Nó cắn một cái là buông tay xuống rồi té xuống giật luôn, chết luôn. Hồi bị rắn cắn. Bị rắn cắn mà từ cây rồi té xuống rồi đi sống gì nổi nữa. Ví dụ rắn cắn chạy nồng độc mà còn đi cứu được. Còn té ở cây té xuống rồi dập mật, dập gan, dập phổi, dập thận rồi. Xong luôn có nội tạng không? Bể đầu luôn rồi. Chết luôn. Chứ đừng nói chi mà. Vậy luôn là chết luôn. Rồi chết vậy rồi. Có ai biết cái dòng hồn ông đó không? Ông ở đó có bà con thân thuộc gì không? Cái dòng hồn á. Ừ. Thì không ai biết đâu. Ừ. Tôi thành ma thành quỷ ở đó mà. Ừ. Mười mấy năm rồi đó, 12 năm rồi đó. Ừ. Thì nhưng mà cái xác tôi thì người ta biết. À, ta nhìn ta biết ông không? Lâu ngày đó. Ừ. Tôi té vậy đó, anh nói cho ông nghe rồi đó. Ừ. Sống sao nổi nữa, đá nó đập đầu cũng chết nữa. Ừ. Thì con rắn cắn là không còn gì nữa. Ừ. Không biết gì nữa, té xuống tự do rơi đúng không? Ừ. Rồi có giật. Cái xác nó dính vô cái cục đá. Gì hả? Tự nó sình, tự nó thối. Rồi rồi tự mục, tự hoại luôn, cũng không ai hay luôn. Tại vì tôi kể cho ông nghe là cái cây đó nó treo leo lắm, chỉ có mình tôi à. Với lại ông vô cho đó ông hái mà rừng, ông nói hái đồ rừng, không có ai đến đi ra mà. Cái gì không ai biết nữa. Rồi, sẽ thu sình nữa luôn.
Hữu sinh rã thịt rã xương luôn. Tôi thành cái vong hồn thì tôi mới kể lại cho ông nghe vậy thôi, chứ không ai biết xác tôi đó đâu. Vậy thì bây giờ chết vậy là có ông có người thân ở đó không? Có. Rồi hả? Rồi họ có biết không? Nhưng mà họ nói là tôi bỏ xứ đi hay sao đó, họ cũng không có tìm tôi. 12 năm nay rồi. Cũng không có gặp lại người thân. Tôi ở trên đó rồi, tôi cứ vòng vòng trong mấy cái nhà quan ở trên đó, trên núi đó. Khi cũng lợi gốc cây đồ ở. Như nãy không gặp tôi đó, tôi mới vô đây. Thực ra tính ra cây đó ở nữa rồi, quen ở trên cây rồi. Đúng rồi, chết trên cây, ở trên cây mà. Thấy tội nghiệp quá ha. Rồi, hai đầu rừng nguy hiểm quá. Làm cái nghề nguy hiểm thiệt. Rồi, bây giờ tôi... ông cần tôi giúp ông có chỗ nào ngon lành. Ăn uống hàng ngày. Ta cúng cho ngon lành, rồi nghe kinh kệ. Rồi mau có phước, mau có đức nữa. Rồi mau chuyển kiếp đầu thai thành người. Thì chết nay mười mấy năm rồi, không chưa thoát được. Tính ra ông làm cái nghề của ông, một nghề lành, đâu có sát sinh gì đâu. Hái rau đi bán không, một nghề quá tuyệt vời, một nghề rất là từ bi, đâu có sát sinh gì đâu. Sao mà mang cái nghiệp gì mà chết tới nay mà chưa được siêu thoát nữa. Chắc do cái đời trước ông mắc nợ gì con rắn đâu rồi, nó cắn không. Thôi giờ thì nay tôi gặp ông, thấy ông cũng vui. Giờ giúp cho về chùa tu chịu không? Mau đầu thai chuyển kiếp thành người. Chịu chứ. Ta cúng kiến cho mày ăn hàng ngày được ấm no. Ở cái nhà này cũng ngon đó. Mày đâu cúng cho ông đâu. Đúng không? Ông mới lại thấy chống quơ, chống quất bàn bọng gì nó dở tung hết trơn. Ai mà cúng cái gì mà ăn. Cái nhà không vậy đó. Bây giờ tôi làm vong 12 năm nay rồi. Ví dụ ăn uống này, tôi cũng chỉ hưởng thôi ông Pháp Sư ơi. Tôi nghe ông nói ông gửi tôi về chùa vậy đó. Là tôi mừng đó, tôi khoái cái vụ đó đó. Vậy đi, đi về đó tu đi. Chứ ở đây chị khổ lắm. Ông biết dớt dở nè, mai mốt ông gặp mấy con quỷ dữ. Trời, ông đánh lộn nó, ông đánh sao lợi. Ông biến thôi nó là nó biết giận cổ, nó biết phép thật đó. Ông mệt mỏi lắm á. À, cho nên bây giờ ông nghe lời tôi giúp cho về chùa tu. Ông nói gì? Ông nói quỷ dữ hả? Quỷ dữ nó có luyện tà thật luôn á. Nó ở đâu? Thì nó ở trong rừng này, biết nó ở đâu đâu. Cái khi ngôi nhà này lại hoài, tôi bắt mấy con ở đây rồi đó. Ủa vậy hả? Ừ. Nay tôi mới trả lời tôi có không, bây giờ tôi gặp ông không có giữ, ông giữ tôi bắt không nãy giờ rồi. Thôi vậy ông đưa tôi đi chứ, ông nói quỷ tôi sợ quá. Chứ tôi tính vô đó ở đó. Ừ, có mấy quỷ dữ nó ở nữa, không phải mình ông đâu, cái này đâu phải của ông. Có nhà quan bỏ mà, biệt thự bỏ quan mà quỷ nó vô để nó ở. Biệt thự bỏ quan. Bỏ quan giống như nhà ma chung vậy đó hả? Đúng rồi. Đâu phải của ông đâu, ông vô ở được thì mấy con quỷ kia nó giữ nó vô nó ở được. Ý trời. Ừ. Tôi tưởng đâu tôi vô ở được là tôi chiếm tôi ở được. Làm gì được, vô nó dặn cổ ông, nó quánh ông hồn phi phách tán, nó bắt ông làm đính của nó, nó sai khiến ông đi làm chuyện ác không nghe đó. Cho ông, bây giờ ông gặp tôi thì tôi giúp cho đi về tu đi. Về núi, về chùa tu, về chùa đi. Thôi, tôi chỉ đi, nghe lời ông tôi đi đi. Chứ đi. Tôi bị chết thảm dữ lắm rồi. Giờ tôi xuống một dòng hồn mà tôi nó bắt rồi nó sai khiến nữa thôi, tôi sợ lắm. Thôi. Vậy thì đi ha. Tôi yêu là đủ khổ mà. Ừ, đi đi. Rõ lẹ vậy đó tu đi, ông ơi, nghe kinh kệ Phật là đời sau mình có phước có báo. Biết đâu đời sau mà giàu sang chút xíu, đỡ khổ xíu, làm nghề nhẹ nhàng chút xíu, đỡ cực chút xíu nữa. Rồi có vợ con rồi với có anh em rồi bạn bè vô với ta nữa. Cái đời này kiếp mình nó lỡ nó vậy rồi mình chịu đi, coi như mình trả nợ kiếp trước đi. Ha, giờ đưa về chùa tôi ha. Rồi, cảm ơn. Đi. Đi thì giờ chơi. Chứ tôi sợ ông nghe ông nói quỷ mà ma gì dữ trong nhà này tôi ớn quá. Đi thì giờ dễ lắm, ông chắp tay ông niệm đi tôi sớ chữ Mô Nô Phật này tôi giúp ông về ngôi chùa vậy đó, ráng tu nha. Ừ, không có quỷ dữ rồi, về đó có Phật đồ gia hộ cho ông đừng có sợ vậy chứ ha. Rồi, cảm ơn ông sư nghe. Mô A Di Đà Phật. Đi. Rồi đó ông bà bác ơi. Nghe ông nói con quỷ dữ cũng sợ. Ông đòi đi, thấy tội nghiệp quá, đi giúp trung binh nhiều hết hoàn cảnh tội nghiệp quá ông bà bác ơi. Mình cũng giúp ảnh đi về chùa nè, vô rừng xong rồi ông thành ma ông đang thùy. Ngủ quá. Rồi, chắc video làm kết thúc tại đây. Giúp được cái ngôi chùa thì lâu quá không lên đây mà có vong luôn.
không biết còn con nào nữa không, để Lâm coi sao nha ông bà bác ha. Rồi video Lâm kết thúc tại đây, hẹn bà bác những video tập tiếp theo. Chào tạm biệt bác nha.